ơi, đây là chào đi. Chào mọi người, hôm nay mình đi vườn dâu nha mọi người. Đâu mình chuẩn bị đi vào vườn dâu nha mọi người. Đây là phiếu giảm giá mua dâu giảm 200 yên. Cậu này mua kem với nước giảm 50 yên. Bây giờ mình đi lên xe để vào vườn dâu nha mọi người. Đây đi lên xe mọi người. Chuẩn bị đi vào vườn dâu ăn dâu tầm bê hồ đai thôi. Bây giờ là xếp hàng vào vườn dâu rồi ăn dâu thôi. お願いいたしますね。奥まで入っててくださいね。お願いします。Mình là đang ngồi dưới sạp dâu luôn. Đây bức ăn tại chỗ, bức ăn bức ở trên này xuống ăn luôn. Người đây ở đây người ta có phát sữa cho mình nhá. Đây sữa thì là người ta phát nè, cái khay này thì một bên khay sữa, một bên là mình để cái cốt. Cái cốt ăn tầm bơ hồ đa luôn nha mọi người. Ăn khó thích luôn, ăn chừng nào mà mình nghĩ có cả mình ngồi mình hái mình ăn ở trên đầu luôn. Ăn sắp no luôn rồi mọi người. Nói gì đi chứ. Chào mọi người. Hôm nay chúng mình đi ăn vườn dâu. Bé Hiền. Mình là Hiền bên tên nha. Hiền đẹp gái mà. Tập bé hôn ra luôn. Quá trời dâu luôn. Trái nào to thế. Có chưa? Cái này chắc muối nào được không? Rồi.
Đây là dừa dâu sữa nha mọi người. Ăn màu trắng thôi nhưng mà rất là thơm mùi sữa nha mọi người. Dâu bạch tuyết á. Ờ. Giòn mà thơm sữa lắm không? Đâu thấy mặt em đâu. Bye bye. Đây là cái tên Oscar. Hey, anh đi cái tên. Bây giờ mình sẽ lên xe về. Cái này là cái gì? Phiếu này giảm một bì. Kiểu như một bì là 380 yên thì 4 bì nó còn giống như 3 bì vậy, mình tính như 3 bì nhưng mà được 4 bì á. Mai của hai để chung với họ cũng linh tính ra liền. À giống như mua món tặng họ hả? Những cái hộp kia để anh coi em hỏi là hàng nào chỉ tốn tiếp rồi. Ở lại tập sao nha mọi người.